Việt Nam Honey là thương hiệu mật ong mang trên mình niềm tự hào của ngành nuôi ong và sản xuất mật ong tại Việt Nam. Các sản phẩm của Việt Nam Honey được thu hoạch từ những nguồn nuôi trồng có chất lượng, đảm bảo an toàn. Giới thiệu sản phẩm, mật ong curcumin là sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong hoa rừng tự nhiên và tinh chất nghệ curcumin tốt cho người đau dạ dày. Tá tràng, mật ong gừng xả Việt Nam Honey là sự kết hợp giữa mật ong vàng sánh, gừng dươi và bổ sung thêm nước xả combo mật ong việt nam honey quà tặng sức khỏe từ thiên nhiên sẽ là một món quà chân quý để mọi người có thể trao gửi yêu thương vào mỗi dịp đặc biệt việt nam honey có thể dùng làm quà tặng cho doanh nghiệp các đối tác trong và ngoài nước quà tặng cho đồng nghiệp hay đơn giản hơn là dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình công dụng giúp ngủ ngon đau họng viêm thực quản do dị ứng gây ra cảm lạnh cảm cúm làm lành vết thương vết bỏng giúp lại sức nhanh sau khi chơi thể thao giúp bảo vệ gan tăng cường các chức năng gan mật Hỗ trợ làm giảm các tổn thương niêm mạc dạ dày tá tràng, giúp da trắng sáng, ngăn ngừa mụn, làm mờ vết thâm và tàn nhang, phục hồi sức khỏe sau sinh, tăng cường khả năng miễn dịch. Kích thích ăn ngon, giảm căng thẳng thần kinh, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hỗ trợ điều trị mất ngủ, hướng dẫn sử dụng mỗi ngày lấy 2-3 thìa, 20 đến 25g pha với nước ấm. Ngày uống 2 lần trước bữa ăn sáng và tối trước khi đi ngủ, ăn trực tiếp hoặc pha với trà cà phê, nước giải khát ngâm với các thảo dược quý. Lưu ý, khi pha uống mật ong không nên pha với nước quá nóng. Nhiệt độ thích hợp nhất khoảng 35 độ C đến 40 độ C, không dùng mật ong cho trẻ dưới một tuổi. Bảo quản, đậy kín, ở nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp.